bữa nay thì thằng bổm đi làm được về sớm hồi sáng lúc nó đi làm chiếc xe còn cái kính chiếu hậu sau quận về mất tiêu rồi ta nói về tới nhà thì tới lượt mình đi chợ chiều bữa nay cũng chưa biết nấu cái món gì ăn nữa nhưng mà chạy qua bên chợ đảo một chồng rồi thế nào cũng nghĩ ra món à đảo qua bên cái sạp bán cá thấy mấy con cá lóc này đột nhiên cái mình nhớ chợt lại có một cái món cá lóc gan nước mắm mình coi cũng mấy lần rồi đó. Nhưng mà chưa có làm thử. Thôi bữa nay thử luôn nha. linh lựa con cá lóc cũng vừa thôi. Chứ không có to quá. Hết 45 ngàn. Cái món cá lóc gan nước mắm này. Chắc mọi người nghe thấy hơi lạ lạ phải không? Đúng rồi. Nó lạ quắc luôn á. Nhưng mà nghe nói ngon dữ lắm. Giờ từ bên chợ chạy về tới nhà. Thì có số điện thoại lại gọi cho Linh. Alo. Em ơi. Hỗ trợ anh. Đi ngồi trước nhận cái máy lọc nước ion kiềm của nhà robot ổng giao hàng mà ổng chạy chiếc xe tải bi lớn đó, rồi làm sao mà vô cái hẻm nhà linh lọt được? Tôi bưng cái máy này từ ngoài đầu hẻm vô tới nhà cũng nặng chứ bộ phải chi mà anh kỹ thuật qua sớm chút xíu nhờ anh chở vô luôn được rồi. Từ hồi đó tới giờ hai anh em của linh uống nước là toàn để đổi nước bình uống không à, cũng đắn đo suy nghĩ dữ lắm á, linh mới quyết định mua cái máy lọc nước này. Những cái dòng máy lọc nước á thì nó có nhiều dữ lắm luôn, từ lọc go cho tới lọc ion kiềm này. Tính ra nếu như nhà mọi người xài những cái dòng máy lọc go nó đã tốt rồi. Mà cái máy lọc điện giải ion kiềm này á nó cho ra cái nước ion kiềm tươi còn tốt hơn nữa. Cái gì mà tốt cho sức khỏe nhất á, Linh cũng gán lên ưu tiên. Dư lại cái thương hiệu robot này cũng là một trong những cái thương hiệu đầu tiên trên thế giới sản xuất máy lọc nước điện giải ion kiềm có tích hợp chức năng tạo nước nóng thông minh. Đi kèm theo cái máy lọc nước thì mình còn cái bộ tiền xử lý nước nữa. Linh chọn cái cách gắn lên tường cho nó tiện. Lúc đầu là Linh tưởng đâu là lắp đặt cái máy lọc nước này nó cũng lâu dữ lắm. Ai về đâu anh kỹ thuật hỗ trợ lắp đặt tạm tiếng ngoài là xong rồi giờ thì còn thêm cái bước test cái độ pH của cái nước đầu ga nữa khi mà mình mua cái máy lọc điện giải Gobot Ion Smart 510 này sẽ có kèm theo một cái chai dung dịch để cho mình test cái độ pH của nước theo cái bảng màu này nếu như mà nước uống á thì mình chỉnh cái độ pH tầm 8.5 cho tới 9.5 là tốt nhất rồi giờ thì review và sử dụng thử thôi nè trên cái táp lô này những cái nút sử dụng toàn bộ đều là cảm ứng hết luôn với lại khi mà sử dụng mình còn được giao tiếp với một bạn AI có tất cả 10 cái loại nước mà cái máy này có thể tạo ra ngoài cái nước điện giải ion kiềm, đây cũng là cái mà linh thích nhất cái chỗ tạo ra nước nóng nó riêng biệt nằm ở một bên dưới lại là mình có thể điều chỉnh nhiệt độ sử dụng cho phù hợp rồi bây giờ thì quay lại với con cá lóc sẵn tiện hôm nay coi như cái món này là ăn mừng cái máy lọc nước mới luôn nha cái món này á thì cái con cá lóc mình không cần làm ruột đâu mọi người chỉ cần rửa xong rồi mình kiếm cái chảo bỏ vô rồi chế vô miếng nước mắm rồi sao ăn được ăn được ngon <laughs> ngon hay không cũng là một phần nào ở cái nước mắm này quyết định nè chỉ cần cho nước mắm vô chảo thôi không có cần bỏ thêm đường hay bọc ngọt gì hết bước tiếp theo mà mình cần làm đó chính là lấy cái nắp dung đẩy cái chảo lại lấy cái tấm thớt dằn lên cho nó kín bật cái bếp ga lên nhớ là dằn lửa nhỏ thôi nha mọi người càng nhỏ là càng tốt tuy lâu mà chắc chắc ở đây là chắc ăn á chứ mà để lửa lớn quá canh không được con cá lóc nó cháy khét ngạt cái chảo nó cũng cháy đen dục luôn con cá lóc dưới cái chảo luôn hồi nãy thì mình sợ nó tanh mà giờ anh hai mình nấu lên nghe mùi thơm nó bay khắp nhà hết mọi người ơi nãy giờ thì còn 30 giây nữa là ba chục phút đúng rồi chính là cái thời điểm này một hai ba khui đỏ thấy tuyệt vời cho mọi người mình cứ canh cho cái phần nước mắm ở phía bên dưới nó khô lại như khô quẹt là được mà nhớ đừng có để cho nó khét nha mình không nghĩ là chỉ có chế cái nước mắm vô mà nấu lên nó cái mùi nó thơm như này luôn á mọi người thôi cũng nhận thơm dữ vậy ngon quá chắc bỏ cái chảo luôn quá anh hai <laughs> Đợi thằng bổn nó làm thêm cái chén nước mắm me nữa rồi mời mọi người ăn cá lóc gan nước mắm cùng hai anh em linh nha mình sẽ tách ra thử cho mọi người coi trong nó có chín chưa nha xem mình có thấy nó nó bị mập rồi wow. wow cái phần thịt của nó trắng <laughs> bóc rồi à, mọi người ơi wow chín múp luôn nha mọi người sẽ chấm vô với một tí xíu nước mắm me nữa ừ. 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 sao sao ngon thịt nó rất là mềm ừ. Ừ. chấm mắm me ngon lắm tôi thử thử Ừ. Trời ơi nó không có tanh luôn ha. Ừ. Ngon ngon thiệt luôn á. Wow. Ừ. Ừ. thịt cá nó mềm mà ừ. nó thơm. Ừ. ừ. Nó không bị tanh luôn á mọi người, cho hay đi ta. Cái phần nước mắm dưới đây nè, mình chỉ để vậy thôi nó rất là thơm mùi nước mắm nha mọi người, không hề mặn một miếng nào luôn nha. Ừ. Thịt cá rất là ngọt. Ừ. Mình thích nhất là cái phần quẹt này nè mọi người. Trời cái này mà ăn với cơm nguội hay là cơm nóng gì cũng ngon hết trơn á.